In the blue corner at this time, also from Ho Chi Minh City, Vietnam, here is Le Huang Xia. Thank you.
Không kịp, ba đầu nó linh tinh của Hoàng Hiệp đã trúng vào vùng. Hoàng Hiệp đấu quá tốt, đến từ võ sĩ mang găng trắng, anh đã rất biết lựa thời cơ để tung ra những đòn đấm cực kỳ chất lượng vào lúc này.
Thank you.
的风波变化，就怕这个不回来。Mr. Huang Dong and Huang 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 Nambis doing the we go to the scorecards and here are the score totals. Just at ringside, someone told one call this one about 58-55. Just at ringside, Sally Chilla this one about 58-56. And just at ringside, Sally and Sally Quinn this one about 56-58, declaring the winner by way of majority decision, Samba Hoo-Cho! In the light of flyweight division. But first, let's call out both of our fighters into the ring. First, making his way to the ring corner, please welcome Sung Min Ta! Thank you.
And now, making his way to the blue corner at this time, please welcome Le Dufault. He makes his professional debut today from Ho Chi Minh City, Vietnam. Please give it up for Le Dufault.
Chúng ta cùng chuẩn bị đến với hiệp đấu tiếp theo.
và như vậy trọng tài đã hiểu quyền thi đấu đối với Lý Diệu Phước. Khi mà trọng tài xác định rằng khả năng thi đấu của Diệu Phước không ổn thì các trọng tài đã trọng tài chính đã quyết định là cho trận đấu tạm dừng và xác định phần thắng sẽ thuộc về Sấm Minh Phát. Đấu mà chúng ta vẫn thấy được Sẩm Minh Phát có sự vượt trội rất lớn trước người đàn em. Kinh nghiệm thi đấu dày dặn giúp cho anh có thể phát huy tối đa. Sẩm Minh Phát đã tấn công dồn ép cả trận. Và Lý Diệu Phước thực sự đã gặp phải một đối thủ lớn thực sự. Nhưng dù sao thì Lý Diệu Phước vẫn còn rất trẻ, 21 tuổi. Võ sĩ sinh năm 2001 vẫn sẽ còn rất nhiều tương lai phía trước. Như cách mà anh đã bước ra ánh sáng đầy bất ngờ tại hệ thống boxing của Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đang thấy một hình ảnh rất tuyệt vời khi mà Sẩm Minh Phát đang sang cùng với Lý Diệu Phước sau khi có được chiến thắng. Quãng thời gian vừa qua là một quãng thời gian đầy khó khăn đối với Sẩm Minh Phát, nhưng anh đã vượt qua và hy vọng rằng là chiến thắng tại khách sạn The Grand Hotel Tram trong sự kiện ngày hôm nay sẽ giúp cho Sẩm Minh Phát có thể trở lại mạnh mẽ hơn, và chúng ta sẽ lại được thấy Sẩm Minh Phát ở trong các trận đấu tranh đài của Asia châu Á.
I'm going to go to the next one.
All right, ladies and gentlemen, welcome back to the Fight Night at the Grand. So we... Let's go on board of our fighters to the respective corners. First making his way to the red corner at this time, please welcome from Uzbekistan, Olumjon Nazarov. Ladies and gentlemen, we apologize for the slight delay, but don't worry, our fighter is definitely going to make his appearance into the ring. Please be patient. Thank you so much. All right, here he comes to the red corner once again, Olumjon Nazarov. Here we go. 10 rounds of boxing.
Thưa quý vị, vừa rồi đó là Olimzon Mazarov của tay người Uzbekistan quốc trẻ, đó là Chermo Balo. Hôm
có một võ sĩ Philippines bước vào trận đấu main event ngày hôm nay. Đó là võ sĩ Dema Pelio để bước vào trận tranh tài IBF Asia với võ sĩ của Việt Nam Đinh Hồng Quân. Đó sẽ là trận đấu tâm điểm và là trận khép lại chủ động tấn công thì đội sĩ người Philippines vẫn là người đang có sự chủ động hơn so với võ sĩ người Philippines. Đội thứ hai đó là diễn ra sôi nổi hơn hẳn. Đây sẽ là một trận đấu với 10 hiệp và là một màn thử thách thực sự với cả hai võ sĩ Olimjon Nazarov và Jerome Baroro. 14 trận thắng của Olimjon Nazarov đã diễn ra trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2017 cho tới tháng 10 năm 2021. Với những sự kiện diễn ra ở quê nhà Uzbekistan, ở Việt Nam, ở Hàn Quốc, ở Campuchia.
đòn với một đòn đấm rất uy lực của Mai Húc liên tiếp, và đây là những combo đòn đến từ Baloro. Lại làm đang muốn tận dụng thời cơ để những đòn đấm và tận dụng đối thủ đang có phần hơi choáng để tìm kiếm chiến thắng ở nốt bao. Liên tiếp là hai đòn đánh rất uy lực đến từ Baloro đã hiệu quả, nhưng bây giờ thì Nagoro đang phản đòn những combo đòn ép này đến từ võ sĩ Uzbekistan. Nhưng khả năng lật né đòn tuyệt vời và bánh bài rất dẻo đến từ Baloro. Chúng ta đã được chứng kiến một hiệp đấu hấp dẫn nhất kể từ đầu trận. Đây là điều mà chúng tôi đã dự đoán, hai võ sĩ đều đang lựa thời cơ. Quan trọng là thời điểm nào để họ tung ra những đòn đấm chất lượng uy lực. Và bây giờ thì cả hai đã có được tiếng nói của mình với những đòn đấm ấn tượng. Đài duy nhất của ngày hôm nay. Với chiếc đài của liên đoàn bóng đá Nam Phi Studio. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nếu như không được thực hiện chính xác thì hoàn toàn là cơ sở cho Paulo thực hiện một cú bắt bất cắt hay không. Philippines, Paolo.
qua. Võ sĩ tới từ Philippines đã gặp phải Mazarop đã tập trung hơn, thực hiện nhiều những huống lặn né đòn tốt ấn tượng, di chuyển phút quốc cũng như là khả năng linh. Cho Nazarov không chỉ phải hứng chịu nhiều những cú đấm chính xác của đối phương mà đồng thời anh có nhiều thời cơ để phạt đòn. Chủ yếu là chất rồi của Balolo cũng đã vào phần gan của Nazarov mà thôi. Đội chát tốt muốn cho Nazarov. Và tấn công liên tiếp. Đây đang là sức ép đến từ Balolo. Nazarov cũng phản đòn rất quyết liệt. Trainer của Nazarov yêu cầu trong những tình huống áp sát anh sẽ phải ra đòn nhiều hơn. Và vừa rồi thì anh đã thành công với quả uppercut. Sau đó là hai cú straight. Đối phương phải ôm ghi rồi. Trận đấu rất hay vào lúc này. 30 giây cuối trong thời gian hiệp của hiệp 6. Overhand. Và đây có thể không nghĩa là có một cú áp hút. Tốt nữa. Overhand. Đang có nhiều hơn những cú áp hút. Những cú đóng vòng trái đến từ Nazarov. Phản đòn với những tình huống ra tay vô cùng ấn tượng. Tuổi đã khá cao nhưng Nazarov vẫn cực kỳ bền bỉ. Thank
rất nhanh đến từ phía của Bảo Đô. Sức mạnh, sức chạy, tốc độ, từ đây tuyên luyện. Thật quá, nếu đối với những sức chạy, có vẻ như là Mazarov cũng khá đối với sức mạnh tấn công của Baloro. Tiếp tục đến từ võ sĩ Philippines là những tình huống tấn công chủ động. Mazarov vẫn đang chờ thời cơ theo cái cách mà anh không chủ động ra đòn, anh chỉ chờ đối thủ ra đòn. Đây là những động tác full counter đến từ Nazarov. Trước sức mạnh tấn công và sức trẻ đến từ Bolero, chiến thuật này của Nazarov đến thời điểm hiện tại cũng chưa thật sự hiệu quả. Lực để phản đòn đến từ Nazarov có lẽ là chỉ để giải vây cho mình thôi. Sức tấn công của Baroro cực kỳ dũng mãnh. Hai tình huống uppercut kết hợp với cả nấm vọng. Vừa rồi làm tướng trả đòn chính xác đến từ phía của Nazarov, trả đòn rất tốt. Đối phương có phần hơi say tấn công và anh đã lộ ra sơ hở. Nazarov có thể luôn bị đánh giá và nhìn nhận là đang hơi yếu hơn so với đối phương. Nhưng trên thực tế là ngay cả những thời điểm mà chúng ta tưởng rằng đã gặp khó khăn thì vẫn tìm ra cho mình được cơ hội, vẫn tìm ra cho mình những thứ phản đòn. Mình phải nói là cái chỗ này đối thủ của Philippines của anh đã thực sự bắt đầu bùng sức khác biệt hơn. Đó là điều cả hai rõ ràng trong những hiệp đấu cuối. Chúng ta sẽ sắp sửa bước sang hiệp 8 trong tổng số 10 hiệp đấu. Rất nhiều tình huống chúng ta phải chết một thời gian dài. Hoặc là chúng ta phải cố gắng và phải phản công. Tốt. Phản công và phản công. Bao nhiêu rồi. Liên tục đến từ phía của Nazarov. Hơi nhắc nhở. Baloro phải cao bằng không. Không một cúi đầu quá thấp quá dưới quyền của đối phương. Đó là một tình huống phản công tốt của Nazarov. Đó là một tình huống phải. Overhand thành công đến từ Baloro.
cũng chưa thật sự là trúng vào vùng màng tàn, nhưng nó cũng rất lợi hại. Và nó anh có thêm một cú uppercut tay trái nữa. Cô và hèn thực sự là nếu như đánh nguyên vào một cách dễ dẫn đến tình huống nóng hổi. Tình huống rất khỏe, cực kỳ ấn tượng của Nazo. Đó vẫn là sở trường của Nazo 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 Nhưng bù lại thì anh bắt đầu cẩn trọng hơn để khi sử dụng những cú giáp hay là những cú thọc của mình thì không dính vào những cú phản đòn của Valoro. 15 giây cuối trong thời gian của hiệp đấu này, tấn công liên tục nhưng khả năng bè nữa của Nazarov vẫn đủ tốt. Chúng ta cũng thấy là có những vết máu trên gương mặt của Nazarov, có lẽ là bị dính đòn sức. Tám hiệp rồi quá. Đấu mất rất nhiều sức của các võ sĩ, họ sẽ phải thi đấu 10 hiệp. Chủ động tấn công vẫn đang thuộc về võ sĩ Philippines Valoro. Vừa rồi anh đã có hai cú quay hút và lát hút tốt. Liên tiếp là những tình huống lao vào thứ ba để sắp đến từ Valoro. Body. Rất nhiều những cú đòn được tung ra bởi Valoro, đó là những đòn đánh vẫn còn rất uy lực. Đây sẽ là hai hiệp đấu khó khăn với Nazarov. Thử thách bản lĩnh của anh, một nhà vô địch, một người đã quá nhiều kinh nghiệm chinh chiến trước một đối thủ rất trẻ. Cú đấm chính xác đến từ võ sĩ Uzbekistan. Chúng ta cũng thấy là lực và tốc độ ra đòn của Valoro vẫn là rất nhanh. Khả năng ấn tượng nhất của Nazarov đó chính là khả năng slip, khả năng lấp né đòn. Phản công tốt đến từ Nazarov. Đây là lúc mà những tình huống counter của anh sẽ cần phải được phát huy. Thực tế anh đã làm được rất tốt trong quãng thời gian 3 hiệp cuối. Những đối thủ của đội những tung cao to đến từ Nazarov, nhưng đó là những đòn đấm khá uy lực của Valoro. Họ vẫn không thể thắng được Nazarov, nhưng đó là cú đánh tận cùng, cú đánh trọn vẹn vào vùng mặt của Valoro và tiếp tục là một cú đánh thành công nữa của Nazarov. Đang chơi cực kỳ hiệu quả trong cách phản.
tấn công của mình. Đây là hiệp 9 rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu mà các trọng tài sẽ phải hết sức cân nhắc về các quyết định trong từng hiệp đấu. Tôi cũng thấy là càng về những hiệp sau thì kết quả được tổ trọng tài giám định đưa ra với trọng tài đài là chậm hơn, cân nhắc rất kỹ lưỡng. Những điểm số 19 không phải là những điểm số dễ để nâng lên đặt xuống. Là sẽ bước vào hàng ngũ chúng ta sẽ đến với hiệp đấu cuối cùng trận đấu giữa Limson Nazarov và Jerome Baroro. Có lẽ bây giờ có bao nhiêu sức thì cả hai võ sĩ sẽ cùng nhau thi triển hết ở trong hiệp đấu cuối cùng này. Tất nhiên là với Nazarov, võ sĩ đang có thể lực không thể tốt bằng người trẻ hơn, thì anh sẽ cần phải có sự cân đối nhất định. Sức ép tấn công của Baroro hiệp cuối này chắc chắn là sẽ rất lớn. Đồng chính xác đến từ phía của Nazarov. Những cú đòi hèn rất nhanh đến từ Nazarov. Đó là những cú chọc bằng tay phải chứ không hẳn là những đòn đánh uy lực. Hiệp đấu cuối cùng rồi. Và đương nhiên là các hai võ sĩ sẽ cần phải rất nỗ lực, cũng như là đi cùng với đó là sự thận trọng. Đánh bè rất hay đến từ phía của Nazarov. Đối phương phải ôm ghi. Đến hiệp cuối cùng chúng ta thấy Nazarov là người dồn ép nhiều hơn. Lặn né tốt đến từ phía của Baroro. Có một thế cục đang đảo chiều so với những hiệp đấu trước đó. Vấn đề là thế lực của Nazarov đang có những cú đánh rất mạnh so với đối thủ của mình. Có lẽ là nguồn tinh thần được lấy lại giúp cho võ sĩ của Uzbekistan như lấy lại được thể lực luôn. Sự bền bỉ của Olinzo Nazarov, bởi vì chúng ta đã được chứng kiến một Nazarov có phần bị đuối sức ở quãng thời gian từ hiệp 6 đến hiệp 8. Đó, pha counter hay. Một cú slip và sau đó là trả bằng left hook. Chỉ còn lại chưa đây một phút nữa thôi. Đây là một đó mà Nazarov đã rất chủ động tấn công. Tất cả những gì mà chúng ta chứng kiến trước đó. Nazarov thì cho thấy được sự dài dặn của mình. Anh đang bùng sức và chúng ta đứng cuối này. Đã tấn công và bị hố đà, anh không kịp bay anh phòng thủ và hơi lầm trận. Rất may là Baroro cũng không đủ lực để có thể thực hiện những đòn đánh tận dụng thời cơ để đốt Baroro đối thủ. Chính tình huống đó đã giúp cho Baroro mở ra một loạt những tình huống tấn công sau đó, với liên tiếp là những cú đấm vào phần body và những tình huống left hook, right hook. 10 giây cuối cùng của trận đấu. Nhưng đây là một trận đấu quá mãn nhãn với những người đang theo dõi hành trình IBFWBO Grand Hotcham.
Xứng đáng là một trận đấu nhận được sự tán dương của người hâm mộ, không chỉ có mặt tại khách sạn The Grand Hồ Tràm Bà Rịa Vũng Tàu mà còn là những khán giả đang theo dõi sự kiện IBF Review 3 Medal Match trên hệ thống của FPT Play. Rất hấp dẫn, rất mãn nhãn với 10 hiệp đấu, trận main card đầu tiên. Và bây giờ là thời điểm chúng ta chờ đợi các kết quả của cầu trọng tài giám định để xem ai là người chiến thắng, liệu chiếc đai sẽ đổi chủ hay là Nazarov sẽ giữ được chiếc đai ở lại với mình. Võ sĩ của Cookie Buffalo, và cũng rất đáng khen cho người trẻ hơn anh rất nhiều. Mà bây giờ sẽ là thời điểm hết sức hồi hộp, hết sức hồi hộp khi mà chúng ta chờ đợi kết quả đến từ ban trọng tài giám định, những người sẽ cầm cân nảy mực và cho điểm số các hiệp đấu này. Xứng đáng, mặc dù anh đã gặp thực sự là khó khăn với đối thủ thực sự, và chúng ta có thể mong chờ về một trận tái đấu giữa cả hai. Một màn trình diễn của võ sĩ người Philippines cũng xứng đáng nhận được những gì, những màn tán dương của những người hâm mộ. Và xin chúc mừng võ sĩ người Uzbekistan Nazarov, võ sĩ của Cookie Buffalo đã là người bảo vệ được chiếc đài của mình. Nhưng ở hai trận đấu tiếp theo trong loạt main card ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm ra những cái tên mới của những chiếc đài của Liên đoàn quyền Anh WBO và IBF. So before we get into the details, as usual, let's call all fighters into the ring. First, making his way to the red corner this time from Pyeongtaek, South Korea, here is Song Chang-ho.
Gentlemen, we continue our action. This is bout number four. And this bout is special as it features two fighters who are undefeated, which means somebody's has got to go. Six rounds of boxing for the vacant WBO Oriental Youth Super Lightweight Championship. Introducing your three judges scoring this bout from ringside on a 10-point mustering mark. From Thailand, Surat Swankerchan. From Korea, Kim Jae-hong, and from the United States of America, Martino. Referee from Korea, Lee Jong-un. Họ sẽ đến, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tranh đài tiếp theo của sự kiện WBA IBF for Premier Match ngày hôm nay tại Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là võ sĩ đến từ Hàn Quốc, người sẽ tham gia trận đấu tranh đài ngày hôm nay. Song Chan Ho sáu chiến thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp và ba chiến thắng đó bằng nước vào. He weighed in at trim and ready 138 pounds, also undefeated in his campaign in the ring with five victories, one bout even, four big wins coming by way of knockout. Tonight, he aims to guard his unblemished record as a pro. Ladies and gentlemen, please welcome the hard-headed Filipino, Robert P. Neely. Và đối thủ của Song Chan Ho, võ sĩ người Philippines, Robert Pinelli. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu mà hai võ sĩ sẽ tranh chiếc đai WBO châu Á. Hai con người bất bại đến lúc này với Song Chan Ho, đó là thật chất 6 trận thắng, 3 chiến thắng là độc ảo. Trong khi đó thì với 6 lần thử tài thì Robert Pinelli. Hey,
những giây chuyển tiền. Quinley đã lao vào tấn công liên tiếp Song Chen Ho. Võ sĩ của Koki Bokolo vẫn đang chủ động tránh né và anh chưa thật sự chủ động tấn công và phản đòn. Đó là một màn nhập cuộc quá bốc lửa đến từ Vinili. Đối phương của anh chưa ra đòn được, vừa rồi mới chỉ là cú uppercut đầu tiên nhưng nó cũng không chính xác từ Song Chen Ho. Chắc chắn là gặp bất ngờ trước màn nhập cuộc của Mopinelli. Quá dũng mãnh, quá tốc độ. Chúng ta có cảm giác như được chứng kiến một võ sĩ người Mexico thi đấu vậy. Rõ ràng là Song Chen Ho vẫn đang cố gắng để có thể làm giảm cái sự hưng phấn và nhiệt của đối thủ khi mà quá bất ngờ với lối đấm nhanh của Pinelli. Võ sĩ người Philippines ngay lập tức đã tấn công dồn dập. Chúng ta thấy là vùng mặt của Song Chen Ho đã đỏ lên khá nhiều với những đòn đánh trúng đích đến từ Pinelli. Tiếp tục là lòng cố gắng hút nữa đến từ Pinelli. Body shot tốt đến từ võ sĩ người Philippines. Khả năng tấn công và vai gan phòng thủ rất tốt đến từ Pinelli. Bây giờ thì chúng ta có thấy là có sự phản kháng đến từ Song Chen Ho. Gương mặt hết sức điển trai của Song Chen Ho. Và bây giờ thì anh cần phải giữ lại sự điềm tĩnh của mình để có thể tìm ra sơ hở và phản đòn. Song Chen Ho đã từng gây ấn tượng rất lớn trong sự kiện diễn ra tại quê nhà với một chiến thắng knock out. Đây là một đối thủ hoàn toàn khác. Chân nào đó Song Chen Ho đã bất ngờ. Song Chen Ho và Kromer Kuhle. Và sau khi Hàn Quốc và sự là phía đối tượng. Super Lightweight. 63.5 kg. Và đấu một cái là sẽ chủ động. Lúc này thì Song Chen Ho đã tìm lại được sự chủ động của mình. Sau đó áp sát tấn công nhiều hơn. Sau đó, Song Chen Ho tiếp tục vào đường sát thì Lee Hui cũng đã có một sự trả đòn giống như vậy. Yes!
Trần Hồ lại có những trận đấu hồi đầu và đối thủ đó là tình huống không được phép. Môi hiệp cũng có chỉ là đấu thứ hai. Thực ra thì trận đấu này sẽ diễn ra 6 hiệp và đội mới chỉ là đấu thứ hai. I'm going to go to the next one.
quyển trường kết thúc đấu bài này. Của Philippines của anh hiệu quả hơn rất nhiều với khả năng thực hiện những cú móc và những cú đấm vòng vô cùng ấn tượng. Với những cú lắp hút, tiếp tục là lắp hút thành công của Kinnelly. Và đó là cú right hand đến từ bác sĩ của Philippines. Đó lại là một cú chọc tay trái thành công nữa của Kinnelly. Rất nhiều những đòn đánh trúng đích đến từ bác sĩ của Philippines. Song Chen Ho đang áp Kinnelly vào dây đài, nhưng khả năng tấn công của anh là không hiệu quả. Rất hay. Khả năng đo đòn của Philly đến lúc này đang được hiệu quả rất cao. Đó lại là một cú lắp hút thành công. Song Chen Ho đang tấn công nhưng Philly cũng đã bè đỡ tốt và thường là những tình huống tấn công vào găng. Nhưng khi mà Philly phản đòn thì anh lại rất hiệu quả. Ngay lập tức sau khi trọng tài tách hai võ sĩ ra thì họ lại áp sát. Vẫn là cách đánh ở cự ly gần của cả hai. Nhớ đến những tình huống ôm ghi của Song Chan Ho để ngăn cản Roman Benigni tấn công thôi. Phải chịu đòn quá nhiều vào lúc này. Đó là một tình huống lép hút tuyệt vời. Quá nhiều những cú hút và thậm chí có cả overhand. Bây giờ là ôm ghi. Thật sự là Song Chen Ho đang bị bất lợi và anh phải có những động tác áp đối thủ vào dây đài và những tình huống ghi để tránh đòn thôi. Lại là những cú ra đòn bằng tay trái uy lực đến từ Philly. Song Chen Ho có lẽ là cũng hơi đuối về thể lực. Anh đang thua thiệt về thể lực so với đối thủ của mình. Một đấu tốt của võ sĩ người Philippines đang được tạo ra và duy trì cách rất đều đặn. Những đòn đánh của Song Chen Ho không đạt hiệu quả cao, trong khi đó thì Pirelli quá lợi hại trong cách ra đòn của mình. Thấm mệt khi mà đây là hiệp đấu thứ tư, trước mắt vẫn còn hai hiệp đấu nữa. Thời gian của hiệp đấu thứ tư còn lại rất ít. Ngoài thời gian thi đấu của hiệp bốn đã khép lại. Quá nhiều khó khăn.
thứ năm. Song Chen Ho sẽ gặp khó khăn hơn so với Pierre. Thì lúc này đang cho thấy là anh có khả năng duy trì được một nền tảng rất là tốt với những cách đánh, cách tiếp cận của anh ra đòn chất lượng hơn so với võ sĩ người Hàn Quốc. Mặc dù võ sĩ Hàn Quốc đã thường xuyên có những động tác áp sát và ép đối thủ vào dây đài, nhưng hiệu quả ra đòn là không cao như cái cách mà Pierre đang thi triển lúc này. Võ sĩ Philippines vẫn chủ động bê găng phòng thủ và chờ thời cơ ra đòn với những cú lắp hút, những cú uppercut rất lợi hại. Là ở đường áp sát thì Song Chen Ho không hiệu quả và thậm chí là anh còn bị dính nhiều đòn hơn của đối phương. Như cơ bản vào dây đài thì võ sĩ người Hàn Quốc đã có liên tiếp những đòn đấm rất mạnh. Cả hai đang bùng khá nhiều đòn ở thời điểm cuối của hiệp năm này. Đó là đòn cú lắp hút vào body. Tình huống mà Penelope đã kẹp cổ của Song Chan Ho. Body shot tốt của Song Chan Ho. Rất nhiều những cú uppercut đến từ Penelope ở Coligan. Nhưng lúc này thì anh cũng chỉ có vài cú uppercut thành công mà thôi. Thank you.
Song Chen Ho. Và đã được nói là chúng vào phần của anh. Đối với trực trọng. Yêu cầu trực trọng. Tạm thức. Rất nhiều người đàn ông tung ra, cả hai đều ra đòn tiếp tục. Trần Công Bò mặc dù là thường xuyên ăn ép đối thủ vào dây đài, nhưng rõ ràng là đòn đánh và hiệu quả trong đòn đánh là không cao so với Pili. Một phản đòn tốt đến từ Song Chan Ho. Hai tình huống ngoại hút. Đây là những giây cuối của trận đấu này. Đó thời gian cuối trong cuộc đối đầu giữa Song Chan Ho và Jung Pili. Thời cơ để phản đòn. Sau khi đó thì Sơn Hồ đã chủ động áp sát. Khả năng phản đòn của Sơn Hồ lúc này là không còn cao. Hai cú đòi hàng liên tiếp. Liên tiếp đều thủ vào như là để thực hiện những đòn đánh đến cùng Sơn Hồ. Rồi thì Pili đã ra điều trọng tài là Song Chan Ho lại có đòn đánh vào phía sau gáy vậy. Và cuối cùng mười giây cuối. Cố gắng ra đòn nhưng thời gian đã kết thúc. Đã kết thúc. Cuộc đấu giữa Song Chan Ho và Pili ở hạng cân Super Lightweight. Và bây giờ thì chúng ta phải tiếp tục chờ đợi đến phần công bố điểm số đến từ ban trọng tài giám định.
presentation. Can we once again give a big hand for the CEO of the Grand Home Trump, our main sponsor, Mr. Wolf Power, and also the CEO of Conky Bustle Promotions, Mr. Sangabuma Kim. So before we go into the official results, once again, give a big hand for Romero Pinelli and Song Chan Ho. So now, after six rounds of boxing, we go to the scorecards, and here are the score totals. Judge at ringside, Surat Soikerchang, scored the bout 58-56 in favor of Song Chan Ho. Judge at ringside, Martino Regana, scored the bout 56-58 in favor of Romero Pinelli. And judge at ringside, Jai Hong Kim, scored about 58-56. He is now the new WBO Oriental Youth Super Lightweight Champion, Soma Chan Ho! Thưa quý vị, như vậy là kết quả cuối cùng từ ban trọng tài giám định đã có hai trọng tài cho điểm chiến thắng chung cuộc thuộc về võ sĩ người Hàn Quốc Song Chan Ho. Trong đó thì sẽ có một trọng tài cho điểm chiến thắng thuộc về võ sĩ Roman Pinelli. Như vậy là Song Chan Ho đã có được cho mình chiến tài WBO châu Á và hạng cân Super Lightweight.오늘은 많이 부족한 점이 많이 보였지만 다음에 좀 더 완벽한 모습으로 나타나도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
three undercards and one co-main event. It's now time for the main event of the evening. But first, let's call out both of our fighters into the ring. First, making his way to the red corner at this time, from Ho Chi Minh, Vietnam, here is Dinh Hong Quan. Once again, please give a big round of applause for Korean boxing legend, Mr. Myo Won-Yoo. And now, making his way to the blue corner from the Philippines, here is Delmar Pelio. Anybody feel it coming down with the rhythm of the sound? Ladies and gentlemen, your attention, please. Before we proceed with this next main event, may I ask you to please rise for the official national anthems of the participating nations of this next bout. Please rise, ladies and gentlemen. First, to hear the national anthem of the Vietnam. Oh,
Thank you very much, ladies and gentlemen. You may now please be seated. Ladies and gentlemen, we welcome you to the Grand Ballroom here at the Grand Hotel Resort and Casino at the beautiful Ho Drum Strip, Vietnam, as Vietnam's number one boxing promoter, Mr. Sok. Of World Championship Boxing. We're proudly sponsored by the Grand Ho Drum and co-sponsored by KTO. Our event today is commissioned by the Vietnam Boxing Federation, Representative Nguyen Vo, alongside the PBC Vietnam Commissioner Aaron Jung. This next bout is sanctioned by the IBF International Boxing Federation, President Daryl Peoples, supervisor in attendance at ringside from Korea, Aaron Jung. Your three judges assigned to score this bout from ringside on a 10-point must system are: from Thailand, Sawayeng Tawikun; from Korea, Chali Choi; and also from Korea, Kim Jae-hoon. From Thailand, referee Sula Dasoipachang. All right, boxing fans, boys and girls of all ages, here we go with the main event of the evening. 10 rounds of boxing for the World Championship. Boxing fans, around the world, live from the Grand Ho Tram, Vietnam, it's Cocky Buffalo Boxing Time. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing blue trunks with white trim, officially weighing in 135 pounds, from Ho Chi Minh City, Vietnam. He comes in with a pro record of 7 victories, 1 bout even, 1 defeat, 4 big wins by a knockout. Tonight, he aims to capture his first ever world title. Ladies and gentlemen, please welcome the number one ranked lightweight from Vietnam, introducing Tin Hong. And his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wearing red trunks with white trim, from Nabas Aklan of the Philippines. He weighed in at a trim and ready 134 one-quarter pounds. As a pro, he comes in with a campaign of 9 victories, 1 defeat, 4 big wins by knockout. Tonight, aiming to capture his first title as well. Ladies and gentlemen, please welcome Delmar Pelio. And now, once again, for the instructions, referee Surat Soikrachan. My command, I say stop, you stop. I say babe, you want foot. Seconds out, round one. Và các bạn thân mến, cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ đến với trận đấu main event của sự kiện. Trận đấu có vẻ như là Delmar Pelio đang rất cố gắng để dùng ép Đinh Hùng Quân. Anh đang cố gắng tìm kiếm cho mình lợi thế ở hiệp đấu đầu tiên này.
Đúng vậy, là phòng ngự rất tốt của Hồng Quân. Anh chưa phải nhận thêm một cú đấm nào cả. Và không khí lúc này tại The Grand Hồ Tràm mới bắt đầu nóng lên. Khi mà buổi cân diễn ra thì Đinh Hồng Quân cũng đã có một chút vấn đề khi anh bị quá cân khoảng 20 gram. Nhưng cuối cùng thì Đinh Hồng Quân cũng buộc phải giảm được để đúng số cân đảm bảo trận đấu ngày hôm nay. Đó là một nỗ lực đến từ võ sĩ của Việt Nam chúng ta. Và bây giờ thì anh đang có phần nhập cuộc một cách chậm rãi hơn so với đối thủ của mình. Dama Pelo đã lao vào tấn công liên tiếp ở hiệp đấu đầu tiên này. Cách nhập cuộc làm cho chúng ta nhớ lại trận đấu trước mà Romo Pinelli đấu đầu với Song Chan Ho. Và thậm chí mạng nhập cuộc của đồng đội của Dama Pelo cũng kéo hơn rất nhiều những đồng chính xác đã bị tình trạng. Đến Hồng Quân. Hồng Quân là võ sĩ cũng đã có sự xuất phát của mình thuộc môn võ của Việt Nam khi lên 8 tuổi và sau đó thì anh cũng đã chuyển qua đấu boxing và trở thành võ sĩ chuyên nghiệp vào năm 14 tuổi. Và bây giờ mạng này đang tốt và anh định phản đòn với một tình huống overhook, tức là overhand. Giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Và đây là sự dồn ép đến từ Đinh Hồng Quân. Và mà Pelo cũng đã rất khôn ngoan, anh đã cố tình áp vào người của Đinh Hồng Quân để cho võ sĩ người Việt Nam không thể ra vào. Hiệp đấu đầu tiên đã diễn ra khá hấp dẫn với một tốc độ nhanh. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hiệp đấu thứ hai. Tốt đến từ đội mặt Pelo. Dù chỉ mới ở tuổi 22 nhưng đội mặt Pelo đã bắt đầu tương lai sự nghiệp boxing chuyên nghiệp của mình vào năm 2017. Trong khi đó, đội mặt Pelo đã bắt đầu chậm hơn một năm. Ông ra mắt vào năm 2018 trên sân đấu chuyên nghiệp. Và Pelo đã bị lố đà và vừa rồi Hồng Quân có những tình huống phản đòn chính xác. Và Pelo đã buộc phải công kỳ lấy tận đấm của Việt Nam. Thank
thúc đến từ Hồng Quân. Hồng Quân vẫn đang rất tốt. Quân có liên tiếp những cú đấm chính xác. Trường ngược lại thì Hồng Quân lại có những cú đấm bằng tay trái vô cùng ấn tượng từ đầu trận. Trước khi kết lại hiệp đấu này vô cùng mãn nhãn, chúng ta cũng phải nói là sở trường của Hồng Quân đó là những cú chát và những đòn đấm vòng, những cú đấm móc bằng tay trái hoàn mới tài.
4. Đến thành công, đến từ đâu bây giờ? Chúng ta thấy là Hồng Quân sau đó trả đòn với một tình huống sút. Nhưng mà gì thì đâu mà bây giờ đã thành công với một cú ngoài hút. Điều hút rất uy lực, nhưng chắc thành công đến từ Hồng Quân. Rất mạnh trong những tình huống vòng. Những người một phút một tay khác nhau. Cả hai đều đã giúp đỡ tình huống rồi. Chính cả tình huống uppercut cuối cùng nữa. Thêm một tình huống ngoài hút cực kỳ ấn tượng đến từ Bay Nhiều. Khó khăn cho Hồng Quân và bây giờ là thời điểm mà Quân sẽ cần phải tạo ra được cho mình sự khác biệt. Chúng ta cũng thấy là một sự đảm bảo của phiên bản. Tôi thấy thủ lạnh thường xuyên được chuyển động một cách rất là mềm mại ở cả hai tay. Thậm chí là có thể chuyển sang phần tay phải cũng được và phần tay trái cũng được. Và đặc biệt là những tình huống quy hút phần tay phải rất khủng khiếp, rất quy lực. Để có sự được kịp tung ra. Hồng Quân vẫn phải cố gắng lấy di chuyển khi mà đối thủ sợ thôi, đối thủ tung ra đòn đánh không thành công nên Đinh Hồng Quân đã ngay lập tức phản đòn hiệu quả. Đúng là võ sĩ của chúng ta có một đòn đánh cũng cực kỳ khó chịu, đặt né đòn và sau đó thì cao cờ phá giáp của cái mờ điểm mặt của Hồng Quân. Võ sĩ với tay trái cực kỳ hiểm, xứng tầm trận mê gần sự kiện như này. Rất nhiều lần trong trận đấu này, Mapeo có những động thái siêu kích đối với Đinh Hồng Quân. Một kỳ lạ mà từ họ sẽ tới từ Philippines. Đó cũng là một dấu ấn trong trận đấu tương đối của sự kiện này. Trận đấu hấp dẫn, rất nhiều những yếu tố. Trận đấu trận đài IVF Asia của hạng cân Lightweight. Giây cuối cùng của hiệp đấu thứ tư. Còn 10 giây cuối. Bây giờ thì đến là Hồng Quân khiêu khích lại đối thủ. Sau khi ra đòn chúng đức thì Hồng Quân cũng bắt đầu tin anh hoàn toàn không hề có sự nào núng nào sau khi đối thủ ra đòn với những động tác khiêu khích mà anh rất chuẩn trong tình huống trả đòn của mình để mang về hiệu quả.
Quá tuyệt vời. Với cú right hand vừa rồi, Hồng Quân uppercut không được. Uppercut đã bị đối phương vẽ găng và ngăn cản. Đó là thời điểm mà những diễn biến của hiệp đấu thứ sáu. Body shot into the video. Mới chỉ là một nửa chặng đường trôi qua thôi. Rất nhiều những khó khăn phía trước trong trận đấu của cả hai đội sẽ tạo được sự hàng tra tấn thế lực. Nếu như trận đấu này phải diễn ra đến 10 hiệp đấu, đó là khả năng tấn công rất đều đặn của cả hai. Rồi một quân đã Thank you.
Tiếp đều trúng đích của Hùng Quân. Hùng Quân vẫn bình tĩnh để lựa chọn. Nhưng bây giờ thì thực trạng thế mạnh đã đủ đến cú loại hút do sức nặng của mình. Thực trạng thế mạnh không đủ. Có vẻ như là võ sĩ của Philippines cũng đã có một bước đó rồi. Thời cơ để cho Đồng Quân có thể tìm kiếm một chiến thắng bằng đúng vào, nhưng nó đã trôi qua. Võ sĩ người Philippines đã rất khôn ngoan để anh có thể hợp người xuống và không cho Đồng Quân tiếp tục ra rồi. Những cú chắc và những cú right hand lúc này đang rất lợi hại đến từ Đồng Quân. Đi Hồng Quân cũng không bị cuốn quá nhiều vào nhịp tấn công của mình. Nhưng vừa rồi Hồng Quân đã bị dính một cú wide hook. Vẫn là wide hook, vẫn là một thế mạnh để mà Pelio cực kỳ uy lực. Cú chắc đến từ phía Đi Hồng Quân. Chỉ tới những nhịp thứ hai của võ sĩ góc đài đỏ. Có vẻ như nét mặt của Dema Pelio đang khá như đòn. Anh đã bị thấm đau khi mà số đòn đánh của Hồng Quân gần nhất đã có lực và trúng vào vùng mặt của Demapilo rất nhiều. Nhưng vừa rồi thì Demapilo đã có những cú phản đòn tốt, những cú móc đến từ võ sĩ của Philippines rất hiệu quả. Và đây sắp đến từ Demapilo. Cú right hand của Đinh Hồng Quân. Lại là một cú
bấm bằng tay trái tốt rồi đến từ võ sĩ của Việt Nam. Cú uppercut thành công nữa của Đinh Hồng Quân. Một giây cuối cùng của hiệp đấu này. Nhưng thời gian không đủ để cho Đinh Hồng Quân có thể tranh thủ thời cơ và knock out đối phương. Matteo đã có kết cơ và đi mặt. Quân đã sử dụng thêm cả những đòn mà vốn dĩ anh không dùng nhiều của đường trận, vốn dĩ không phải là sở trường của võ sĩ sinh năm 1998. Thì cả hai võ sĩ đã thấm mệt, đặc biệt là để Mapelio chúng ta không thấy cả hai còn khiêu khích nhau được nữa. Sự tập trung và đẩy lên tối đa, bởi vì một khoảnh khắc sơ sẩy hoàn toàn có thể phải trả cái giá rất đắt và đo sản. Đây là hiệp đấu thứ 8, còn 3 hiệp đấu phía trước. Điều trước là những cú dài hút. Điều tiếp và là không rõ được một Đinh Hồng Quân hay không? Anh đang rất cố gắng vào lúc này thì võ sĩ của Việt Nam chúng ta đã có đòn đánh cực kỳ uy lực và hiệu quả. Số lần ra đòn của Demarpello đã bị giảm đi khá nhiều và lực của nó cũng giảm đi. Thay vào đó thì Đinh Hồng Quân lại có được những đòn đánh với sức nặng lớn. Rất tốt. Tình huống lắp bút thành công nữa của Đinh Hồng Quân. Sau đó thì anh đã tung ra cú áp hút nhưng không thành. Và Mapelio đang cố gắng tấn công. Ngay lập tức sau khi ra đòn không thành công thì Đinh Hồng Quân cũng đã bèn đang đỡ đòn rất nhanh và rất chín. Tiếp tục là những tình huống chúng ta được từ đòn tốt nữa đến từ Đinh Hồng Quân. Mapelio cũng đã thường xuyên lao vào với những động tác đấm thẳng và những đòn right hook. Đúng là right hook của Mapelio ngày hôm nay là một trong những vũ khí lớn nhất, mạnh nhất của anh. Mapelio cũng có một trận đấu này. Rồi tình huống của Đinh Hồng Quân thực hiện đã được ra mắt từ ngay lập tức qua mặt đất. Vẫn là chọn là duy nhất. Có vẻ như bước chân của Demarpio đã loạn cả. Anh đang cố tình ôm Đinh Hồng Quân để có thể tránh được đòn. Lại là những thời điểm cuối của hai hiệp đấu gần nhất. Nếu như thời gian còn lại khoảng 30 giây thôi thì biết đâu đó khả năng knock out sẽ đến dành cho võ sĩ Đinh Hồng Quân. Đây là những tình huống flip counter vô cùng tuyệt vời của Đinh Hồng Quân. Ta biết rằng chúng ta không dùng những cú móc phải nhiều trong trận đấu này.
trong thời điểm cuối cùng, Hồng Quân đã biết phân phối hợp lý và gây bất ngờ cho đối thủ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hiệp đấu thứ 9. Hiệp đấu chỉ còn 2 hiệp đấu nữa thôi. Để trận đấu sẽ khép lại. Đây là trận đấu cũng rất quan trọng với cả hai. Tiền đề để cho họ có những lợi thế cho mình. Sau giai đoạn đầu đã có những thời điểm mà lợi thế đã thuộc về từng võ sĩ. Đã 3 trận đấu liên tiếp thượng đài Trung Lập thì Đinh Hồng Quân đều thắng lúc nào. Liệu có lần thứ tư dành cho võ sĩ đến từ Kim Bắc Lâu hay không? Rất nhiều những tình huống và sự việc thiết tình phải rút vào người của Đinh Hồng Quân để tránh vào. Những tình huống cuối như vậy thì Đinh Hồng Quân sẽ không thể ra lòng được vào phía sau lưng hay là vào đánh. Cú đá bỏ chát cũng khá là đúng không? 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 Đúng Đúng là vào tấn công mà phải phá tấn công với Đinh Hồng Quân. Đây là sự tỉnh táo vẫn đang thể hiện trên gương mặt của Đinh Hồng Quân. Từ đó thì có vẻ như là võ sĩ người Philippines Dava Pelo cũng đã thấm đòn và anh có phần hơi loạn choạng rồi. Bước chân của Dama Piro đến lúc này cũng đã không thật sự vững vàng như cái cách mà Đinh Hồng Quân đang thể hiện. Vừa rồi là cả hai võ sĩ đều đã dính đòn. Quá một cặp tiếp. Tuyệt vời. Bốn cú đấm liên tiếp. 30 giây này Đinh Hồng Quân có tận dụng được thời điểm để có thể tìm kiếm chiến thắng knock out cho mình hay không? Nếu đó là chiến thắng knock out thì anh sẽ có lần thứ 5 trong sự nghiệp của mình tìm kiếm được chiến thắng bằng knock out. Nhưng quan trọng hơn hết đây là một chiến thắng cực kỳ quan trọng trong một trận đấu tranh đài IBF bây giờ. Anh sẽ đi vào lịch sử của boxing chuyên nghiệp Việt Nam. Rất ngạo nghễ, rất thú vị đến từ cả hai võ sĩ. Còn lại có 4 giây thôi. Không kịp cho Hồng Quân rồi. Chúng ta sẽ phải dùng đến 10 hiệp đấu. IBF hạng lightweight. Chúng ta
hãy cùng chờ đợi là 3 phút hấp dẫn phía trước. Đến lúc này thì chúng ta cũng có thể xác định được Việt Nam đang có khá nhiều lợi thế trong trận đấu với Damapillo của Philippines. Damapillo đã nhập cuộc tốt trong hai hiệp đầu, nhưng sau đó Đinh Hồng Quân là người là chiếm thế chủ động trong các hiệp đấu sau và đã có những đòn đánh chất lượng, uy lực. Cho đến lúc này thì ở những hiệp đấu cuối thì Đinh Hồng Quân mới là người ra đòn có sức nặng lớn, và cũng như là sự tỉnh táo, cách di chuyển của Đinh Hồng Quân là cực kỳ hiệu quả. Thực sự là Đinh Hồng Quân vẫn đang còn rất tỉnh táo, lách né đòn, phản đòn hoàn toàn trên cờ đối phương. Chúng ta đã thấy những giai đoạn mà Damapillo đã có những động tác thách thức đối thủ, nhưng Đinh Hồng Quân cũng đã giữ được sự điềm tĩnh, và đó cũng là một trong những yếu tố để giúp tranh có được sự vững chãi cho đến lúc này trong cách thể hiện những đòn đánh. Đó là một tình huống lắc người để thực hiện một cú swing hook rất nặng bằng tay trái, nhưng rất tiếc là Đinh Hồng Quân đã không thành công. Vẫn mẹ gàng chắc đến từ Hồng Quân, né được một tình huống slap hook, nhưng sau đó thì đã không có được tình huống phản công. Vẫn còn một phút, và với những khán giả hâm mộ boxing Việt Nam thì chúng ta chờ đợi vào một chiến thắng knockout kỹ thuật của Đinh Hồng Quân. Chúng ta chưa có kết quả cuối cùng, nhưng thực sự là màn trình diễn của Đinh Hồng Quân ngày hôm nay đang đem đến một niềm tự hào dành cho những người hâm mộ boxing.
bài giám đích. Kung. Can we have Mr. Nguyen Dinh Trong and Mr. Pham Thanh Kung in the ring, please? All right, once again, everybody, a big hand for Dinh Hong Quan. Come on. And also, our friend Delmar over here. So after 10 rounds of boxing, we go to the scorecards, and here are the score totals. Judging ringside, Sowing Tawi Kun scored about 98-92. Judging ringside, Charlie Choi scored about 98-92. And judging ringside, Jay Hong Kim scored about 99-91. Declaring your winner, he is now the new IBF Asia Lightweight Champion, Chen Jingxian. Chiếc đai này trong tương lai và có thể tiến tới những danh hiệu cao hơn đến những chiếc đai danh giá khác. Ladies and gentlemen, so that marks the conclusion, our fifth and final bout of the evening.
Thank you.